Tiếp tục một ngày thứ bảy đã đến. Mùng 9 tháng 10, 7:08. Mình khởi động nhẹ nhàng với... Uầy, xoay cổ bây giờ quá nhiều luôn. Để xem nay ngày thứ bảy của mình nó sẽ như thế nào. Ôi, sướng, mình toát hết mồ hôi luôn. Đấy. Ôi, lưng với các thứ là toát hết mồ hôi, đã luôn. Thiền này là quá uy tín, quá uy tín. Chân nhớ đường là ngồi cũng không có đau. Chân hôm nay ngồi êm một cách dễ chịu. Đấy, tư thế kiết giá ấy. Ôi, xả thiền. Phải nói là cái buổi thiền ngày hôm nay cảm giác ngồi nó trôi một cách trôi đi đâu ấy. Âm nhạc, tư thế ngồi thiền kiết ra nó cảm giác nó êm một cách dễ chịu. Rồi mọi thứ nó tĩnh lặng, suy nghĩ cũng cực kỳ yên tĩnh, tạo cho mình cảm giác nó thoải mái, dễ chịu, trôi. Được, quả thiền này sướng. Không qua vũ trụ nhắc là thiền đi. Là mình hôm nay mình phải thiền rồi. Sướng luôn. Tám giờ 24. Ok, rồi mình đi ăn sáng. Xong hai chuyện nghiệm rồi. Thiền vừa tụng kinh, nhẹ nhõm hết cả người. Hôm nay mình ăn xôi. Hôm nay mình ăn xôi. Sẽ ít nước mắm vào. Ngoài này ngồi ăn sáng với bạn view. Tiết khá là đẹp. Nắng ấm. Mát. Ngon. Mình áp dụng luôn luật hấp dẫn cho ngày hôm nay. Nở một nụ cười chói lóa để cho ngày hôm nay nó đẹp. Cười trước để ngày hôm nay nó vui. Cười toe toét này. Rồi. Khá là có tác dụng. Nhiều lúc mình cứ quên cười trước. Cuộc sống nó cuốn quá. Quên mất. Giờ phải chăm cười đầu ngày. Cứ nhẹ nhàng cười toét toét. Cả ngày hôm nay sẽ vui. Thằng em đấy là mình mấy lần mình thử là ngày nào thấy nó trôi chảy thuận lợi. Áp dụng luật hấp dẫn. Sau này mình bỏ bê nó qua. Còn có mấy ngày thôi mà chưa xong. Không biết là mình đang ở ngày thứ bao nhiêu. Mình đang ở ngày thứ 22. Tức là mình còn 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Mình còn 7 ngày nữa là xong. Cố gắng kết thúc nó nhanh. Ngày thứ 22, phép màu ngay trước mắt.
Bài tập thứ nhất, lập danh sách 10 điều mình cảm thấy biết ơn. Ok, chắc là phải đẩy mạnh cho xong cái 10 điều mình cảm thấy biết ơn. Vào việc luôn. Mình tiếp tục áp dụng một phương pháp của luật hấp dẫn, đó chính là hành động ngay lập tức. Làm luôn. Ok, 10 điều mình cảm thấy biết ơn. Điều thứ nhất, tôi xin cảm ơn sức khỏe đang giúp tôi có cuộc sống khỏe mạnh. Điều thứ hai, hôm nay tôi xin biết ơn không khí, năng lượng của vũ trụ giúp tôi có hơi thở sâu và tràn trề năng lượng. Điều thứ ba, tôi biết ơn đồ ăn, thức uống hàng ngày đang cho tôi thêm năng lượng để có cơ thể khỏe mạnh. Điều thứ tư, tôi biết ơn công việc giúp tôi có thu nhập và giúp tôi học hỏi phát triển bản thân. Điều thứ năm, tôi biết ơn cuộc sống hiện tại mà tôi đang có. Điều thứ sáu, tôi biết ơn tất cả những người đang ở tuyến đầu chống dịch. Điều thứ bảy, tôi biết ơn tất cả những đồ vật xung quanh tôi giúp tôi hoàn thành công việc một cách hiệu quả. Thứ tám, tôi xin cảm ơn tất cả những mối quan hệ xung quanh tôi. Cảm ơn về tất cả những sự giúp đỡ, quan tâm, chăm sóc. Thứ 9, tôi xin cảm ơn tất cả những kiến thức tôi học được hàng ngày. Và thứ 10, con xin cảm ơn vũ trụ, các vị bề trên, vạn vật vì đã chỉ đường dẫn lối cho con đi con đường đúng. Con xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Ok, mình xong bài tập thứ nhất. Qua bài tập thứ 2, phép màu ngay trước mắt. Vào đầu ngày lấy danh sách 10 điều mình mong muốn, đọc lại danh sách 10 mong muốn của mình. Hãy tưởng tượng rằng mình đã nhận được điều mình mong muốn. Cảm nhận lòng biết ơn càng nhiều càng tốt. Trong ngày mang theo danh sách mong muốn ít nhất 2 lần trong ngày, lấy nó ra đọc và cảm nhận lòng biết ơn càng nhiều càng tốt. Ok, mình thực hành luôn bài này. 10 điều mình mong muốn. Nhìn vào và tưởng tượng, nhìn vào những danh sách này và tưởng tượng là mình đã nhận được nó rồi. Và mình cảm nhận lòng biết ơn càng nhiều càng tốt. Ok, điều thứ nhất, điều nhất mình mong muốn đó chính là sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả. Mình mong muốn mình có sức khỏe. Và mình cảm nhận, mình tưởng tượng mình có sức khỏe. Cũng không cần phải khỏe như thế này, nhưng mà một nửa như thế này mình nghĩ chắc cũng là khỏe lắm rồi. Ok, mình cảm nhận biết ơn. Và lát nữa mình cảm nhận biết ơn một thầy. Mong muốn thứ hai, mong muốn có cái nút vàng. Ở đây thì nút vàng là tượng trưng mình muốn lan tỏa được cái năng lượng tích cực. Lan tỏa được cái năng lượng tích cực. Mong muốn thứ hai, mong muốn thứ ba, gia đình hạnh phúc, yên ấm, hạnh phúc, vui vẻ. Mong muốn thứ tư, thành công. Thành công ở đây, thành công về mặt vật chất, thành công về mặt tài chính. Mong muốn thứ tư. Mong muốn thứ năm, mong muốn này tượng trưng cho trí tuệ, mở mang trí tuệ, kiểm soát cảm xúc, yên tĩnh, tĩnh lặng, thiền. Mong muốn thứ sáu, sáng tạo, liên quan đến trí não, liên quan đến trí não, thỏa sức sáng tạo, thỏa sức làm vì đam mê. Mong muốn thứ bảy, lan tỏa tình yêu thương, lan tỏa tình yêu thương, giúp đỡ được nhiều người, lan tỏa tình yêu thương tới mọi người. Mong muốn thứ bảy. Mong muốn thứ tám. Mong muốn thứ tám, tấm xiếc 300 triệu đồng mình đang thu hút là mong muốn thứ 8. Ok, hai mong muốn nữa. Chắc có lẽ hai mong muốn này mình hiện tại mình chưa nghĩ ra. Bây giờ mình sẽ tưởng tượng. Tưởng tượng nếu mọi thứ thành hiện thực thì nó sẽ như thế nào. Đầu tiên là sức khỏe. Ok, sức khỏe căng đét luôn. Theo là lan tỏa được nhiều năng lượng tích cực, gia đình hạnh phúc, tiền bạc vật chất không phải suy nghĩ, cảm xúc thì
ôn hòa, nhẹ nhàng, bình tĩnh, tĩnh tâm. Trí tuệ thì thông suốt, khai mở, sáng tạo. Cuối cùng là lan tỏa tình yêu thương, giúp đỡ mọi người. Đấy, mình vừa tưởng tượng là cái mong muốn của mình. Bây giờ mình cực kỳ biết ơn. Mình biết ơn mọi thứ nếu mình nhận được. Mình thực sự mình biết ơn. Biết ơn vũ trụ, biết ơn các vị bên trên, biết ơn mọi thứ, biết ơn bản thân sắp xếp cho mình để mình có thể nhận được tất cả những mong muốn này. Xong bài tập thứ hai, xin cảm ơn. Xong bài tập thứ hai, lần thứ nhất. Ngày hôm nay mình sẽ còn thực hành bài tập này 2 lần nữa. Phải chú ý, cố gắng để ý không là sẽ bị quên.